Chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay chúng ta lại đến tham quan với một địa điểm rất nổi tiếng ở tại trong khu vực của khuôn viên của Tokyo, đó là khu Ikebukuro, và tôi đang ở trong cái nhà ga ở dưới hầm của một cái tòa nhà rất lớn, một trong những trung tâm thương mại rất nổi tiếng ở trong cái khu quần thể của Ikebukuro này. Và chúng ta sẽ rời khỏi cái nhà ga sầm uất bậc nhất của khu vực Tokyo cũng như nói chung là Nhật Bản, và một trong những nhà ga nhộn nhịp trên thế giới, đứng thứ hai trên thế giới các bạn nhé. Các bạn thấy là mức lượng người đi trong cái khu vực nhà ga này như thế nào? Có quá nhiều không các bạn? Rất nhiều các bạn đã rất sầm uất, một trong những nhà ga rất nổi tiếng của khu vực quần thể của Tokyo. Khách với Shinjuku khoảng 10 phút đi tàu các bạn ạ. Với cái địa điểm tham quan ngày hôm nay đó là khu Ikebukuro, chúng ta sẽ dạo bước trên các con phố của Ikebukuro và tham quan các địa điểm như các nhà hàng nổi tiếng, các chuỗi, các trung tâm thương mại, và dạo bước xem rằng là người dân sống ở đây họ sẽ giao thương với nhau như thế nào và buôn bán như thế nào, cũng như là du khách đến đây tham quan buổi tối ở khu vực Ikebukuro như thế nào nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi nào, rồi chúng ta sẽ rời khỏi cái nhà ga này. Ok, mời các bạn chúng ta sẽ đi ra khỏi nhà ga và chúng ta sẽ tìm hiểu bên phía ngoài. Thì thưa các bạn, đây là hình ảnh các bạn đang nhìn với cái cửa của nhà ga phía đông của nhà ga Ikebukuro, và đây là một trong những cái tòa nhà được gọi là tòa nhà C bự Ikebukuro nha các bạn, C bự Ikebukuro. Kính thưa các bạn, thì đây là một trong những nhà ga bận rộn thuộc dạng bậc nhất của khu vực Tokyo cũng như là Nhật Bản nói riêng, và đây là một trong nhà ga bận rộn thứ hai trên thế giới. Và tính tới ước lượng của năm 2007 thì một ngày có thể chuyên chở khoảng 2,7 triệu lượt khách đi qua cái khu vực của cái nhà ga Ikebukuro này. Đây là một trong những quần thể vui chơi giải trí cũng như là giao thương về thương mại rất bận rộn của khu vực Tokyo. Ở trong đó thì Ikebukuro là một trong quần thể giao thương mà gắn liền với khu vực gần với Shinjuku, bởi vì gần đây là chúng ta sẽ đi đến Shinjuku khoảng 10 phút thôi, thì các bạn sẽ đến với khu Shinjuku hay Shibuya thì chúng ta mất khoảng 15 phút. Đây là hình ảnh các bạn nhìn thấy toàn bộ cái khung cảnh bên phía ngoài của cửa Higashi, một trong những khu cửa mà rất là sầm uất của khu vực Ikebukuro, mà lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nó và dạo bước trên các con đường để tham quan cái khu vực của Ikebukuro này. Kính thưa các bạn, thì nhà ga Ikebukuro là một trong những nhà ga điểm đầu và những nhà điểm cuối của các tuyến Tobusen để đến với các tỉnh như Saitama, và phục vụ các hành khách đi đến các tỉnh như Saitama hay các hành khách từ Saitama lên Tokyo và thông qua cái nhà ga này. Và kính thưa các bạn, thì bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển để gửi đến các bạn những hình ảnh tươi đẹp về khu vực xung quanh của khu vực nhà ga Ikebukuro nhé các bạn. Ok, mời các bạn chúng ta let's go. Trước mặt các bạn đây là một trong những cái cửa hàng bách hóa Don Quixote rất nổi tiếng ở Tokyo cũng như là Nhật Bản nói riêng. Đấy, bách hóa các bạn nhìn thấy không? Don Quixote các bạn nhé. Ở trong này thì họ buôn bán rất nhiều các sản phẩm, từ các đồ gia dụng cho đến quần áo may mặc hay giày dép hay đồ trang sức hay mỹ phẩm, rất nhiều thứ các bạn. Ok, chúng ta sẽ đi tham quan tại khu vực Ikebukuro này để các bạn ngắm được, nhìn thấy được cái khung cảnh cũng như là cái phố phường của Ikebukuro nó như thế nào các bạn nhé. Tại trên các con phố này thì có rất nhiều các cửa hàng nổi tiếng trên thế giới cũng như là nổi tiếng trên đất nước Nhật Bản. Thì các bạn nhìn thấy một trong những cái tòa nhà đó là tòa nhà C bự các bạn nhé. Đây là một trong những cái tòa nhà tổng hợp, cái bách hóa tổng hợp, có rất nhiều các gian hàng lớn nhỏ và nổi tiếng trên toàn thế giới được buôn bán cũng như là được trưng bày ở đây, để có thể du khách có thể chúng ta đến đây tham quan cũng như có thể mua những cái đồ mỹ phẩm hay là túi sách hay quần áo hay bất kể một cái gì đó liên quan về thương mại, các bạn có thể đến đây chúng ta mua được. Và trước mặt các bạn đây là một cái trong thương hiệu rất lớn trên thế giới, đây là một thương hiệu rất nổi tiếng và rất nhiều các giới phụ nữ rất yêu thích cũng như đàn ông rất là yêu thích cái thương hiệu này, mỗi khi chúng ta sử dụng cái dịch vụ của cái cửa hàng này rất là tuyệt vời các bạn. Louis Vuitton các bạn nhé. Đây, cái khung cảnh bên ngoài của cái khu vực Ikebukuro các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy một trong những cái địa điểm thu hút cho giới trẻ. Và kính thưa các bạn, thì Ikebukuro cũng có rất nhiều các khu quần thể về ẩm thực rất nổi tiếng. Và đây là một trong những cái khu vực mà có rất nhiều các cái quán ramen nổi tiếng của Nhật Bản. Thì chúng ta sẽ đến với và tham quan và tìm hiểu đến một cái quán rất nổi tiếng trong cái quần thể của khu vực Ikebukuro này về ramen các bạn nhé. Ok, mời các bạn chúng ta sẽ đến với cái quán ramen.
và chúng ta sẽ đi bộ đến với đó. Bạch Tuộc chúng ta sẽ đi ra để đến cái quán rất nổi tiếng và khách hàng xếp hàng rất là nhiều để có thể thưởng thức được một cái món ăn rất nổi tiếng của Nhật Bản, đó là ramen. Trước mặt các bạn đây là một cái quán ramen rất nổi tiếng ở trong cái khu vực quần thể của nhà khu vực Ikebukuro. Đây là một trong những cái quán ramen nổi tiếng bậc nhất của khu vực này. Kính thưa các bạn, thì từ cửa phía đông của nhà ga Ikebukuro chúng ta sẽ đi bộ khoảng mất 5 phút đi bộ chúng ta đến cái quán này. Đây là một trong những quán ramen rất nổi tiếng. Nếu như các bạn có từng đến với Ikebukuro thì nhớ hãy ăn thử một bát ramen ở đây nhé, rất nổi tiếng các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy khách du lịch hoặc là những người khách mà yêu quý cũng như là yêu thích về cái món ăn ramen này, họ xếp hàng các bạn ạ. Đó, rất là đông các bạn ạ. Để xếp hàng định để ăn được một cái quán một bát ramen ở đây chúng ta sẽ mất khoảng từ 1 giờ đến 2 giờ đồng hồ các bạn xếp hàng nếu như vào ngày nào đông. Còn các bạn nếu mà vắng thì chúng ta cũng phải mất khoảng từ 30 phút. Họ sẽ xếp hàng cho đến khi nào đến lượt mình thì họ sẽ vào để ăn cái ramen này. Cái quán này không rộng lắm, quán rất nhỏ, diện tích khoảng 20 mét vuông gì đó, nhưng mà có hai dãy hàng ghế. Các bạn đi vào một cái quán ăn rất đặc trưng ở cái khu vực Ikebukuro này, rất nổi tiếng các bạn ạ. Ramen rất nổi tiếng và rất ngon. Mình đã từng ăn ở đây rồi. Nếu như bạn nào có dịp đến với Tokyo hay đến với Ikebukuro nói riêng, các bạn sẽ đến với ăn với cái quán ramen này nhé. Món ramen là rất nổi tiếng của Nhật Bản các bạn ạ, rất nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng các bạn ạ. Đó. Ok, chúng ta sẽ rời khỏi quán ramen để đến tham quan các điểm tiếp theo ở trong quần thể của khu vực Ikebukuro này. Đây, các bạn thấy không? Những cái trung tâm thương mại rồi các tòa nhà ở trong khu vực quần thể của Ikebukuro rất là tuyệt vời và rất đẹp. Ở phía xa xa đây kìa, các bạn nhìn thấy một trong những chuỗi hệ thống Pachinko của Nhật Bản rất nổi tiếng. Và đây là một trong những cái khu phức hợp để du khách có thể đến đây vui chơi và đánh cược với những cái chiếc máy thần kỳ là Pachinko các bạn nhé, Nhật Bản. Trước mặt các bạn đây là một trong những cái khu phố mà có rất nhiều những cái quán rượu rất nổi tiếng ở trong cái khu vực quần thể của Ikebukuro này, mang phong cách đúng Nhật Bản luôn các bạn ạ, mang phong cách Nhật Bản luôn. Có những cái đèn lồng rất đẹp, những cái cửa hiệu, cửa quán trưng bày rất là tuyệt vời. Đây các bạn này, các bạn nhìn thấy một trong những cái khu phố mà có những cái quán rất là tuyệt vời đây. Các bạn mà đến đây thì chúng ta có thể thưởng thức những cái ly rượu rất đặc trưng của Nhật Bản, sake hay những cái món cá sushi rất là ngon. Các bạn đến đây nhé, chúng ta có dịp nào các bạn đến đây tham quan và thử thưởng thức những cái sản phẩm của những người dân Nhật Bản họ chế biến. Ok, mời các bạn tiếp theo. Các bạn nhìn thấy là đây là một trong cái tuyến phố đi bộ tham quan ở trong cái khu vực quần thể của Ikebukuro này. Chúng ta sẽ đến rất nhiều những cái cửa hiệu, cửa quán rất là tuyệt vời ở trong cái quần thể của Ikebukuro, các bạn thấy không? Đèn điện rất sáng, những cái thương hiệu của quần áo của các cái thương hiệu lớn của khu vực Nhật Bản này chúng ta có thể chiêm ngắm. Đấy, các bạn nhìn thấy chúng ta đi dọc theo các phố này thì các bạn ngắm được những cái không gian mà người Nhật họ đang kinh doanh cũng như là buôn bán và phục vụ cho rất nhiều các loại khách mặt hàng đến đây. Đây là một trong những cái cửa hiệu về Pachinko rất nổi tiếng các bạn ạ, rất thú vị các bạn nhé. Ai mà đã được từng đứng chơi Pachinko thì rất hay các bạn ạ. Đó, ai mà có dịp mà để chúng ta thử xem nhé. Một loại dịch vụ trò chơi ăn tiền các bạn ạ. Đây là một trong những cái quán cà phê cũng rất là đẹp, nằm ở trong cái trước mặt của cái ngã ba, đường rất là đẹp. Và nếu như bạn nào có dịp đến đây, chúng ta có thể thưởng thức những cái món cà phê rất là nổi tiếng ở trong quần thể của Ikebukuro này, rất là ngon các bạn. Du lịch khách đến đây rất là đông, thưa các bạn. Ok, chúng ta tiếp tục đi các bạn nhé. Trước mặt
Các bạn, đây là ngã 5 của khu vực Ikebukuro, nó cũng giống như ngã 6 của Shibuya, nhưng mà khu vực ngã 5 này khiêm tốn hơn, mức lượng người thì không giống được nhiều như là ở khu vực Shibuya, nhưng mà cũng rất là đông và rất là sầm uất ở trong cái khuôn viên của khu Ikebukuro này, là một trong những cái khu vui chơi giải trí cũng rất là sầm uất và ưa chuộng giới trẻ của Nhật Bản đến đây tham quan. Các bạn thấy không, và số lượng người cũng rất là đông đây, họ tham quan rồi giải trí và đi đến các quán nhậu với nhau rất là vui các bạn. Đấy, các bạn thấy không, cái địa điểm tham quan này nếu như có dịp nào đó thì cùng chúng ta đến đây các bạn nhá. Ikebukuro, Tokyo, Nhật Bản. Trung tâm thương mại, những cái cửa hàng, cửa quán. Đây là một trong những phố đi bộ trong cái khuôn viên của khu Ikebukuro mà các bạn đang nhìn đây. Thì có rất nhiều những cái thương hiệu lớn, họ xây dựng cái hệ thống quán ở đây để phục vụ cho khách du lịch cũng như là người dân địa phương. Họ sống ở đây và sử dụng dịch vụ của những cái thương hiệu lớn ở đây các bạn. Chúng ta sẽ hình dung và tham quan. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy những cái trung tâm thương mại rất là rực sáng đèn, khách thì rất là đông. Những cái quán cơ sở đây thì họ mở cũng rất là to, ví dụ như cái quán giày đây này các bạn này cũng rất là lớn này. Đấy, khách thì cũng rất là đang bắt đầu họ đến với cái thương hiệu lớn nên là tham quan quần quần thể của khu vực này. Những cái thương hiệu trên thế giới như KFC cũng có này các bạn này, rất nhiều các bạn ạ. Rồi, chúng ta tiếp tục các bạn. Nó có giống như phố phường của Hà Nội chúng ta không các bạn ơi? Thủ đô của chúng ta như thế nào, có sầm uất không? Chắc có đúng không các bạn? Nếu các bạn tầm này mà đến với Hồ Gươm hay là Hồ Hoàn Kiếm thì chúng rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Rất là sầm uất, rất là tấp nập. Ở Tokyo thì cũng vậy các bạn ạ. Tokyo thì đến với các thành phố lớn, những cái trung tâm lớn, những cái quận lớn như là Minato-ku, Ikebukuro này thì cũng rất là sầm uất. Khách hàng rồi người dân du lịch, các địa điểm du lịch thì cũng rất là đông. Kính thưa các bạn, thì đây là một trong những cái trung tâm thương mại cũng rất là sầm uất và bậc nhất trong cái khu vực này. Đấy, một trong những top đầu của cái khu vực về thương mại, về giao dịch, về buôn bán ở cái khu vực Ikebukuro này, đó là cái tòa nhà của Uvino. Nếu như bạn nào mà có dịp chúng ta đến đây thì có thể mua những cái sản phẩm của Uvino về nhé. Các bạn nhìn thấy những cái phố phường, người dân đi lại rồi buôn bán, họ giao thương lẫn nhau, rồi du khách du lịch đến đây tham quan, họ thưởng thức các dịch vụ ở trong khu vực Ikebukuro này. Các trung tâm thương mại các bạn. Hôm nay thời tiết đi rất là đẹp, rất là mát. Số lượng người đến đây rất là đông các bạn ạ. Đây là một trung tâm thương mại rất là lớn ở trong cái khuôn viên của gần Ikebukuro này các bạn nhé. Chúng ta sẽ có thể lên trên trung tâm thương mại tham quan không nhỉ các bạn? Các bạn có lên không? Đó, một trong những cái điểm thu hút khách du lịch cũng rất là nhiều. Đó.
đấy là một cái thương hiệu về giày của Nhật Bản. Đây là phố phường của Ikebukuro Tokyo các bạn nhé, phố phường của Ikebukuro Tokyo vào buổi tối. Đó các bạn thấy không, rất là tuyệt vời, khách hàng đến đây rất là đông, du khách cũng thế, họ tham quan, họ mua sắm, họ vui chơi với nhau, rất là tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn có gì thì đến đây tham quan. Rồi chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi các phố khác ở khu vực Ikebukuro các bạn nhé. Đến Ikebukuro là các bạn sẽ được tham quan cũng như là mua sắm ở tại các trung tâm thương mại điện máy rất lớn với thương hiệu Xcamera rất nổi tiếng của Nhật Bản. Thì các bạn chúng ta có thể đến đây, nếu như có gì cả đó các bạn muốn mua các đồ điện tử của Nhật Bản thì rất là tuyệt vời khi các bạn đến với Xcamera. Đây là một trong những thương hiệu rất lớn ở trong cái Ikebukuro cũng như là Nhật Bản nói chung. Thì các bạn chúng ta sẽ tiếp tục tham quan những cái trung tâm điện máy mà xung quanh cái khu vực Ikebukuro này có nhé. Đây các bạn nhìn thấy này, các bạn thấy những cái trung tâm điện máy họ buôn bán phần nhất ở trong cái khuôn viên của khu Ikebukuro, cách với cửa của nhà ga, cửa nối ra cửa đông. Các bạn đi khoảng 5 phút đi bộ các bạn ạ. Cái thương hiệu lớn trưng bày đây và họ bán cho khách hàng các bạn ạ. Đó là cái tổng thể Ikebukuro này chúng ta nhìn thấy. Cái gian trưng bày là cái sản phẩm đồ điện tử liên quan đến điện thoại, các bạn thấy không? Rất là nhiều các bạn. Ok, chúng ta đi nào các bạn. Những dãy phố với những cái hàng quán, những cái quán rượu rất là nổi tiếng các bạn này, rất là đẹp. Cái khu phố này cũng rất là sầm uất. Đến đây tham quan và thưởng thức những cái dịch vụ ở cái khu phố này cũng rất là tuyệt vời các bạn này. Các bạn. Những cái quán rượu với những thương hiệu lớn được xây dựng và họ bán cách đây hàng chục năm rồi, các bạn thấy không? Những quán rượu này với thương hiệu lớn lắm các bạn, rất là ngon. Những quán ramen, quán ramen tôi không biết này, tôi ở trước mặt các bạn là quán ramen. Trong cái khu này thì có những cái quán pachinko các bạn ạ, pachinko rất là nhiều. Đó, các bạn thấy không, pachinko, quán chơi game cũng nhiều ở sau cái khu phố này. Ok, chúng ta tiếp tục với các bạn nhé. Thế trước mặt các bạn, đây là chúng ta sang đến cửa tây của khu vực nhà ga Ikebukuro để chúng ta tham quan cái khu vực phía tây này nhé các bạn. Đây là một trong những quần thể mà có rất nhiều những cái khu vực phố mà có rất nhiều người Trung Quốc họ buôn bán và xây dựng cửa quán cửa hiệu ở đây. Có lẽ như thế nào nhỉ, nó vẫn chưa đủ để có thể trở lên trở thành một cái Chinatown ở tại khu vực này, nhưng mà cũng rất là sầm uất và nhiều các cửa quán của người Trung Quốc ở đây và cũng rất là nhiều quán rất là ngon các bạn. Ai mà có gì thì đến đây tham quan cũng như là mua sắm và thưởng thức những cái ẩm thực ở trong khuôn viên của khu phố phía phía tây mà chúng ta giáp với phía bắc và phần gần ngay khu vực nhà ga Ikebukuro. Chúng ta sẽ đi vào cho con phố này để các bạn cảm nhận được là cái sự buôn bán sầm uất ở trong khuôn viên này như thế nào nhé. Ok.
Đây các bạn thấy em cái cửa quán cửa hiệu nó cũng rất là tuyệt vời. Đây cái quán quán vịt các bạn này, trong cái quán vịt chất liệu của người Trung Quốc rất là ngon các bạn nhé. Ai có dịp đến đây chúng ta có thể thưởng thức. Trong cái quán ramen rất là nổi tiếng trong khuôn viên này, vì Ikebukuro là một trong những phần khu vực mà có quần thể của rất nhiều những cái quán ramen rất là ngon nằm trong cái khuôn viên của Ikebukuro này. Các bạn thấy cái cửa quán rất là đẹp, họ trang hoàng cũng rất là tuyệt vời. Ok, đây là cái quán ramen rất là tuyệt vời, rất nổi tiếng trong cái khuôn viên của Ikebukuro này. Riêng cái biển quán không ra rất là đẹp rồi các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Riêng cái biển quán không ra rất là đẹp rồi. Rất tuyệt vời. Ok, mời các bạn chúng ta đi tiếp. Phía bắc của cái khu Ikebukuro này thì là cũng có quần thể của khu ẩm thực và sẽ không cho xe ô tô hay xe máy có thể đi vào đây được, mà chỉ có người dân đi bộ cũng như là du khách đến đây tham quan và họ đi bộ trong cái khuôn viên này thôi. Thấy không? Những cái trung tâm mà họ phục vụ cho khách du lịch đến đây rất là tuyệt vời này các bạn ạ. Rất là đông đúc các bạn ạ, rất là đông đúc. Và khách hàng thì chủ yếu các bạn trẻ rất nhiều các bạn. Đó, các bạn trẻ đi tham quan là khu vực này. Các bạn thấy sao? Ở thủ đô mình thì không biết là đến bây giờ chúng ta đã có những khu phố ẩm thực dành riêng cho du khách chưa đi bộ chưa? Nhưng mà chắc cũng có lẽ là có, như người ta hiện chẳng hạn, thế thì cũng là một trong những ẩm thực rất nổi tiếng ở trong cái thủ đô của chúng ta. Nhưng mà ở Tokyo thì có rất nhiều các khu ẩm thực, và ở trong đó thì Ikebukuro ngày hôm nay mình gửi các bạn thì cũng là một khu ẩm thực rất là tuyệt vời. Các bạn nếu như mà ai có dịp đến đây thì các bạn có thể đến đây xem nó như thế nào và sử dụng dịch vụ của người dân Nhật Bản phục vụ thì ra làm sao. Các bạn thấy những cái cửa của nó rất là đẹp các bạn. Khu phố rất là đông đúc các bạn ạ, và rất nhiều những cửa hàng cửa quán rất là nổi tiếng trong cái khuôn viên này. Đó, các bạn thấy ạ. Chúng ta cứ sẽ dạo quanh một vòng khu ẩm thực riêng này của Ikebukuro này để chúng ta ngắm xem là người dân buôn bán như thế nào nhé. Các bạn thấy không? Rất là tuyệt vời. Ok. Sáng các cửa quán đưa đèn chiếu rất là tuyệt vời. Ẩm thực các bạn rất là tuyệt vời các bạn ạ. Buổi tối trời mát mẻ và đến đây tham quan vui chơi mà thưởng thức những cái ly rượu ở đây thì cũng rất là tuyệt vời. Như bạn nào yêu thích ramen thì đây thưởng thức ramen cũng là ngon. Rất là nhiều những quán ramen nổi tiếng bậc nhất của khu vực Ikebukuro này có tại đây các bạn nhé. Thấy không? Ở Nhật Bản thì rất là sạch sẽ các bạn ạ, đường phố đường xá rất là sạch sẽ,
nó rất là ngăn nắp, và khi khách hàng đến đây để sử dụng các dịch vụ thì rất là yên tâm các bạn nhé. Cái yên tâm là đảm bảo chất lượng vệ sinh thực phẩm cực kỳ tuyệt đối an toàn với các Nhật Bản. Vì sao lại họ như vậy thì họ sử dụng các dịch vụ cũng như là ẩm về đồ thực phẩm rất là an toàn và sạch sẽ. Mức độ tuổi thọ một nhất trên thế giới các bạn ạ. Các bạn thấy ăn cái cửa hàng vượt quá những khu phố rất là sầm uất, và với những cái đồ chiếu sáng của các khu phố của các quốc gia này rất là tuyệt vời. Có cả những nhân viên họ hướng dẫn cho khách có thể đi tham quan ở đây, và hướng dẫn cho khách đi các khu phố nhỏ để đảm bảo an toàn an ninh trật tự của các khu phố này. Các bạn thấy không, những cái khu cửa hiệu cổ quái rất là sầm uất và bắt mắt. Ok, chúng ta tiếp tục các bạn nha. Trước mặt các bạn đây là cái quán ramen rất là ngon này các bạn này. Đó, các bạn thấy không, rất nhiều quán ramen nổi tiếng của Nhật Bản trong khuôn viên của Kikeburo này. Đây là một trong những quần thể của khu vực mà có những cái món ramen rất nổi tiếng. Nguồn gốc của ramen thì là ở Yokohama các bạn ạ. Có cả cái trung tâm bảo tàng, viện bảo tàng về ramen. Đấy, các bạn thấy không, rất là tuyệt vời. Những người Nhật họ xây dựng lên cả một chuỗi như thế, và có cái nền móng lịch sử lâu đời. Các bạn thấy không, khu phố này các bạn nhìn nhau không, rất là nhiều và đi lấy tham quan rất là sầm uất. Thưa các bạn, ok, có lẽ chúng ta sẽ khép lại cái video tham quan toàn bộ cái khu vực Ikebukuro tại đây nhỉ. Hẹn gặp lại các bạn vào một điểm tham quan lý thú cũng như là thú vị tại Tokyo tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ tìm hiểu cũng như là đi tham quan cũng như là khám phá những cái địa điểm du lịch cũng như là tham quan những cái khu vực văn hóa về đền chùa miếu mào của khu vực Tokyo nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe theo video của mình, và thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.